Chuyện gì đấy ạ? Cô đồng ở mang sang cho mọi người. Cứ 3 hôm chúng tôi lại mang sang một lần nhá. Chúng tôi đi về đây. Ôi, công nhận á, bố mày có bà bạn đồng bóng thiệt luôn á. Có ai có thể giải thích cho em là chuyện gì đang xảy ra được không? Chuyện này anh nói với em cả buổi chiều rồi. Này, bạn bệnh là bệnh gì thế? Ung thư vú giai đoạn cuối. Khổ. Con bé còn trẻ, sao mà khổ thế nhỉ? Cô Đồng ơi, con xin cô, cái chuyện này là chuyện bác sĩ nói riêng với người nhà của gia. Bác sĩ không có muốn cho Hân biết. Sợ Hân nghĩ tiêu cực. Bệnh nhân cần suy nghĩ lạc quan, tích cực yêu đời thì mới sống lâu được. Một chuyện hoang đường như thế mà cô Đồng cũng tin được á? Tất cả là tại cô ấy. Nếu mà lúc đấy cô không về thì đã làm gì có chuyện gì xảy ra đâu. Tự nhiên lại lù lù xuất hiện. Có ai nói trước cho tôi đâu. Tôi còn phải về nấu cơm chứ. Mà sao mọi người để chuyện đi xa như thế này? Thôi, mọi người đừng tranh cãi nhau nữa. Tại tình huống nó cấp bách quá nên anh Bách chỉ nghĩ ra để ứng biến thôi. Chứ anh Bách không bao giờ muốn tình huống này đi xa thế đâu. Em trai tốt của anh, lúc nào cũng hiểu anh hết. Chị Hân này, chị từng nói là muốn giúp mọi người cho đỡ khổ đúng không? Hay là chị cứ theo kế hoạch của anh Bách đi. Cái cách mà 7 ngày nữa là chị chết ấy hả? Cái đó chỉ là cách ban đầu thôi. Biết đâu sau này em ăn trúng con gì cái em sống lại hay sao? Chuyện cổ tích có đầy. Tự dưng bảo khỏi bệnh ai mà tin được. Em có biết nói dối đâu. Kiểu gì cô Đồng cũng phát hiện cho mà xem. Em cứ làm theo cách của anh. Em chỉ cần đứng nép sau lưng anh. Cả thế giới để anh lo. Anh thì lo được cho ai? Anh chỉ có lùi lại phía sau sẽ đẩy tất cả bọn em vào chỗ chết đi. Anh sẽ cố gắng kiếm cách để giết Hân sớm. Cô mới tới chơi ạ? Này, cô mua hết đồ cho em bé đấy. Thử xem là có dùng được cái gì không? Cô tốt với mẹ con cháu quá. Gớm. Cô không con cái nên là cô cũng không có kinh nghiệm mua đồ cho trẻ con. Cứ thích ý, là cô nhặt luôn thôi. Ê, cất đồ đi để cô bế em bé cho. Ôi nhà cô ơi. Cha bố mày giống hệt ông nội. Giống cả cái thằng bố mày nhỉ. Giống hệt cụ. Ui, chị là hơi lạc lác cái này. Nhỏ ơi, nhỏ ơi, cho mẹ này. Cho mẹ bé nào. Ôi trời ơi. Ai mà quấy cô Đồng chứ nhỉ. Quay cô Đồng chứ. Còn trẻ thế này sao lại quyết định sinh em bé? Dại thế hả cháu? Cháu cũng thấy mình dại lắm cô ạ. Nhưng mà số lận đận rồi thì cũng chẳng biết làm như thế nào cả. Thôi, thế là dũng cảm lắm rồi. Cháu thấy cháu hèn nhát lắm. Hèn cái gì? Đàn bà con gái hèn tí chả sao. Đàn ông nó hèn mới sợ. Thế thì tại cháu đen đủi quá rồi nên mới gặp phải người đáng sợ thế. Sao? Thằng Lâm nó định giở cái trò trốn tránh trách nhiệm à? Để cô xé xác nó ra. Không phải anh Lâm đâu cô ạ. Anh ấy có thể không có nhiều thứ, nhưng mà cháu tin anh ấy là người có trách nhiệm. Được. Thế thì tốt. Này, hình như là nó buồn ngủ hay sao ấy. Để cô ru nó ngủ cho. Thế là bà Đồng ru con nào. Ôi nhỏ, nhỏ, nhỏ. Từ từ. Cô biết hát mà. Ngày nào có chả hát. Con cò, con cò, con cò. Để cô ru cho. Cô hát suốt mà. Chắc là nội trưởng không được. Phải chuyển sang dê chứ. Con cò. Thôi thôi thôi. Để cháu ru cho. Mẹ đây. Tại sáng nay ăn nhiều ớt quá. Mãi không lấy được giọng. Con cò. Hân, ngủ chưa?
Ngủ rồi cô ạ. Tưởng chưa ngủ, để cô ru cho. Cô lấy được tông rồi. Này, này, mùi gì khét thế? Ôi tôi chết rồi, mùi thịt của cháu. Chết cháu rồi. Kiểu gì anh Lâm về cũng mắng cháu với cái tội hay quên. Chắc là điều trị thuốc nhiều quá nên nó mới vậy. Đời đúng quá khổ. Tưởng có một người chồng, một đứa con, thế là hạnh phúc. Ai dè ông trời lại đầy đọa thêm bệnh tật nữa. Ôi tôi chết. Cô nhỡ mồm. Thằng Bách nó dặn với cô là nói chuyện với cháu thì không được nói đến vấn đề bệnh tật. Hân, cháu không được tuyệt vọng. Cháu phải quyết tâm để chiến thắng bệnh tật. Vì con, rõ chưa? Cô ơi, cô không cần quá lo lắng cho cháu đâu ạ. Cháu tự cố gắng được ạ. Lo? Làm sao mà tự lo được? Thế bố mẹ cháu đã biết chưa? Cháu là trẻ mồ côi ạ, nên chỉ có một mình thôi ạ. Cô cứ nghĩ, quả thật là ông trời quá bất công. Vì cô từng này tuổi đầu mà vẫn cứ phải tui thủi một mình. Nhưng từ ngày cô gặp cháu, cô thấy mình quá may mắn. Sao cô không thử yêu một ai đấy? Yêu? 30 năm nay cô chưa bao giờ ngừng yêu. Cô yêu một người mà không thuộc về mình. Hân này, cháu có ước mơ nào mà vẫn chưa thực hiện được không? Ước mơ ấy ạ? Ước mơ thì cháu có nhiều lắm. Cháu ước mơ được trở thành đầu bếp làm bánh ngọt. Cháu ước là bố mẹ cháu còn sống để có thể nhìn thấy cháu mặc váy cưới. Cháu ước là mình tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nói chung là nhiều lắm cô ạ. Thế còn cô? Cô có ước mơ gì ạ? Cô chỉ có một ước mơ là được đám cưới với người mà cô yêu. Nhưng chắc không được. Chú ấy mất rồi ạ? À?